đời anh Tim 30 năm đây là lần đầu tiên anh Tim đi đập dịch nha mọi người. Em cũng vậy vậy. Còn Trung là trong cuộc đời 25 năm, ủa lộn, 23 năm lần đầu tiên Trung đập dịch đó. Quay đi. Đang quay nè Si. Về YouTube. Si bây giờ đi hướng nào? Về YouTube đi, quay với các bạn là Si đập dịch nè. Cho Si qua cái con màu vàng nha. Qua cái cục màu vàng không? Dạ, nè, đó là con dịch nè đó. Hello, trời, thổi đời nay mà hai mươi mấy tuổi mới đập dịch là gì luôn á trời, vì một đứa con nít 5 tuổi mà cả nhà bây giờ kéo nhau lên là lạc đi đập dịch. Si ơi, múc Si lớn Si phải nhớ nha Si nha. Bao nhiêu con người dì con mà ra đường đi chơi đập dịch đó nha chưa. Quay qua nè, để mày múc lên YouTube cho các bạn coi Si đi đập dịch nè. Để cho Si đập thử miếng nè, chịu không? Cho nên ngồi đập thử miếng nè. Cho nên ngồi đập thử thôi, đập thử chơi cho biết với người ta. Ừ. Đúng rồi, giống y chang vậy đó, nhưng mà đạp nè. Ở dưới nó sẽ có bàn đạp quay vô nước, nước sẽ chạy, con vịt sẽ chạy. Đúng đạp, nó vô nước thì khó chạy. Nè, Si đẹp nè. Quẹo kiểu nói. Ủa? Qua đây nè. Gì vậy, đâu vậy? Cha nó bị gió thổi rồi. Ủa, sao mình không đạp, mình đi qua hướng kia mà. Quay ra. Anh chỉ thẳng ra đi, mình quay ra. Bây giờ lại nè, hiểu không? Ừ. Không, mình đang đạp ngược gió hay sao á. Sao, tại em không chỉnh cái cần méo á. Chứ bây giờ mình phải đạp thẳng ra. Rồi, được rồi. Rồi, bây giờ chở Si với cái cục màu vàng nè, người yêu nè. Dạ. Ủa, anh quẹo đi vô mà, phải chỉa qua cái này. Không? Dạ, cái cần qua đây. Ông ơi, ông, nó thuận chiều vậy đó. Em đang chỉ thè. Vậy nè, nhìn nè, nó tự qua nè. À, cái này chỉ qua đây hả? Lại đi hướng này. Nó thuận chiều vậy đó, bây giờ phải quẹo qua. Rồi, cho nó thẳng lại đi. Rồi, nhật ký đập dịch nè. Nước ở đây đâu có sạch đâu mà tắm con. Rồi Si nói đi, xem đập dịch chở ba mẹ đi chơi đi. Chở ba mẹ đi chơi. Nếu mốt Si lớn thì có lấy xe hơi chở mẹ đi chơi không? Có. Chở mẹ đi đâu? Quay phim lên YouTube á. Đang quay nè, nhưng mà Si lớn thì chở mẹ đi đâu chơi đi để mẹ biết mẹ đợi kìa. Đi đâu? Đi thành phố nào? Biển. Đi xuống biển hả? Rồi đi đâu nữa? Rồi đi đặt dịch giống này luôn. Ừ, rồi mấy mốt. Rồi đi cỡ cái ngựa mà không có cái xe luôn. Ngồi trên con ngựa luôn á. Rồi mấy mốt lớn Si dẫn mẹ đi cỡ ngựa trên con ngựa đúng không? Rồi dẫn mẹ đi đâu nữa? Nhưng mà xíu đi không?